Ngày hôm nay, các phụ huynh đưa con đi thi đại học đợt 1 đổ dồn rất đông về thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho việc đăng ký thủ tục thi, nhận trường thi vào ngày mai, ngày 3 tháng 7. Ngay từ sáng sớm, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phải vất vả trong việc phân luồng giao thông, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tại các bến xe và nhà ga. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, thì một điểm mới trong hoạt động của cảnh sát giao thông Hà Nội được người dân hết sức ủng hộ, đó là việc cảnh sát giao thông nhiệt tình đưa các thí sinh ngoại tỉnh khó khăn không biết đường đến tận trường thi, địa điểm trọ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự vào sáng ngày hôm nay tại khu vực bến xe Giáp Bát. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con chị Lựu quê Hải Dương lên Hà Nội. Họ là một trong rất nhiều trường hợp đi thi đại học mà không biết địa điểm thi, trường thi ở đâu. Ngày hôm nay, hai mẹ con chị Lựu đã rất bất ngờ bởi sau khi xuống xe hỏi đường đến trường thi, họ mới biết rằng sẽ được các đồng chí cảnh sát giao thông cho xe chở đến tận địa điểm cần đến. Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ mẹ con chúng em đi đến tận địa điểm thì cảm nhận của chúng em là rất vui và có khả năng cũng là một cái tự tin để cho cháu nó thi được toại nguyện. Còn đối với hai mẹ con thí sinh Lê Văn Khương đến từ Hà Nam, việc cảnh sát giao thông Hà Nội sẵn sàng cho xe chở họ một đoạn đường hơn 10 km từ bến xe Giáp Bát tới địa điểm thi đường Hoàng Quốc Việt, đó là việc làm khiến họ cảm động đến ngỡ ngàng. Những việc làm như này thì rất là thiết thực, đúng là quá tốt với chúng tôi, mà chúng tôi cũng cảm thấy là gặp may cực kỳ luôn. Đang lơ ngơ chưa biết hỏi đường như nào để đi đây, thì thấy có chú ấy, chú bảo như thế thì cũng lại vẫn không nghĩ là các chú lại nhiệt tình đến mức độ như thế. Theo kế hoạch của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí 100% tập trung tại 9 tuyến ra vào thành phố và các địa điểm bến xe, nhà ga, trường học. Từ 5 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, cảnh sát giao thông sẽ phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông với tinh thần đảm bảo giao thông thông suốt, không để một trường hợp nào đến muộn giờ thi do ùn tắc. Trong đợt cao điểm này, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng giúp đỡ các trường hợp thí sinh không biết đường đến nơi trọ, điểm thi nếu họ yêu cầu. Là chúng tôi đã chủ động là bố trí mỗi bến xe là 3 đồng chí là ở đó để mà hướng dẫn về trật tự an toàn giao thông, cũng như là khi có yêu cầu của phụ huynh và thí sinh để mà chỉ hoặc là đưa người nhà và thí sinh đến cái nơi phòng trọ hoặc là phòng thi. Là cái này chúng tôi rất là sẵn sàng, và điển hình là trong 2 ngày vừa qua, là ngày hôm qua là có 3 trường hợp và sáng ngày hôm nay đến giờ này là chúng tôi đã đưa 2 trường hợp. Với khẩu hiệu Cảnh sát Giao thông Hà Nội đồng hành cùng thí sinh thi đại học cao đẳng, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng kiên quyết xử lý các xe dù, xe nhồi khách, bắt khách gây mất an toàn cho các phụ huynh và thí sinh đi thi. Những việc làm như thế này, dù nhỏ bé, nhưng sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc về người chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô với tinh thần phục vụ.